Xin chào tất cả các chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình lại có thời gian mình lên đây mình chia sẻ cái cách làm sầu riêng của mình. Thì cái giai đoạn 80-85 ngày này á, thì mình nên làm cái gì cho sầu riêng ri 6 và cho sầu riêng Thái Mon Thon. Thì đối với sầu riêng ri 6 á các bạn, cái giai đoạn 80-85 ngày này á, thì mình đã ngưng toàn bộ thuốc dưỡng rồi. Giai đoạn này mình chỉ tập trung vô là mình ngừa nấm, mình xịt nấm với lại sâu rầy thôi. Còn đối với sầu riêng Thái Mon Thon á, ở bên trong á, giai đoạn này thì mình vẫn thúc lớn trái, mình vẫn xịt amino, cái amino thành phần của nó làm sao cho nó cái phần đạm hữu cơ á, nó trên 20%, rồi mình cộng với canxi đó, mình cộng với lại siêu vi lượng đó, rồi sau này là mình xịt đối với sầu riêng Thái Mon Thon. Bởi vì sầu riêng Thái các bạn là nó sẽ lớn tới 90-95 ngày bắt đầu là nó mới ngưng lớn, còn 80-85 ngày á, là vẫn là cái giai đoạn nó lớn rất là mạnh nha các bạn. Còn đối với sầu riêng ri 6 ấy, thì giai đoạn 80-85 ngày này là gần về đích rồi. Đó, trái này các bạn, nó gần về đích rồi, nó không còn lớn nữa đâu. Cho nên là giai đoạn này á, chủ yếu là mình tập trung vô xịt canxi. Đó, canxi để cho nó chống nứt gai, nứt da. Mình có xịt thì mình xịt canxi, nếu mình không có xịt amino nữa nha các bạn. Nếu mà giai đoạn này á, 80-85 ngày này á, mà mình còn thúc lớn trái mà mình xịt amino á, là nó sẽ bể gai rồi nó nứt da luôn đó nha các bạn, là nó không có chịu nổi đâu, bởi vì nó quá nhiều đạm á. Đó, cho nên là đối với sầu riêng ri 6 thì giai đoạn này thì đơn giản thôi, mình chỉ xịt chủ yếu là nấm và sâu rầy nó vậy thôi. Còn nếu như ai mà có muốn xịt dưỡng một chút á, thì mình chỉ xịt canxi thôi các bạn. Thì giai đoạn này mình xịt canxi với lại vi lượng thôi, để cho trái nó săn á, săn da săn gai. Còn nước tưới ấy, thì đối với thời gian này thì mình vẫn giữ cái lượng tưới nước là duy trì là mình tăng lên là 2 tiếng 15 phút các bạn. 2 tiếng 15 phút thì tương đương với cây năm thứ 5, năm thứ 6 ấy, thì nó rơi vào 400 lít nước, khoảng 400 lít nước. Còn đối với cây năm thứ 10 ấy, thì nó sẽ là 800 lít nước. Đó. Là tưới với lại cái thằng sầu riêng ri nha. Thằng sầu riêng Thái thì mình cũng tưới y vậy thôi. Thì miễn sao mà các bạn cần cái bộ lá, miễn sao mà cái lá của mình ấy, nó bóng là được các bạn. Nó bóng ăn nước á, là coi như là nó đạt nha. Còn nếu mà thiếu nước quá thì cũng làm cho trái nó chậm lớn đó các bạn. Giai đoạn này mà ai mà tưới yếu nước là nó trái nó không có lớn đâu. Cái giai đoạn mà 70-75 ngày á, 60-65, 70-75 ngày đối với đi sau á, nếu mà mình tưới ít nước là trái nó không có lớn đâu các bạn. Và có một cái như thế này này các bạn. Năm nay á là một trong những cái năm mà gần như nó là chưa có tiền lệ các bạn. Những năm trước á, là tới cái thời điểm này, cái trái 80-85 ngày này á, là nó đã mưa rất là nhiều rồi. Mưa gọi là xối xả luôn rồi. Thì đối với năm nay á, từ cái hồi mà mình xiết nước làm bông tới bây giờ, tới thời điểm gần thu hoạch như thế này rồi, đã có những cây mà cắt muốn gần hết rồi, còn chỉ còn vài trái thôi các bạn, mà chưa có một hột mưa nào. Thì các bạn hiểu là năm nay cái thời tiết nó quá là khắc nghiệt. Càng ngày cái thời tiết nó càng gọi là khắc nghiệt đó các bạn. Nó càng xấu đi á, nó không có còn được như ngày xưa nữa. Thời tiết nó ôn hòa, nó mưa rồi nắng mưa nó đều, điều hòa nó tốt. Còn bây giờ thì thời tiết nó khó nói lắm các bạn. Cho nên là mỗi một năm á, khi mà mình làm á, thì mình lại có một cái biến tấu để mình phù hợp với lại cái thời tiết của hiện tại. Y như năm nay đi, năm nay á, như mọi năm á, tới thời điểm này là mưa, cho nên là mình bón cái giai đoạn 80-85 ngày này á, là mình sẽ bón 12-11-18 cho ri 6 nha các bạn. Nhưng mà đối với năm nay á, cái thời tiết nó nắng nóng như thế này này các bạn, thì mình sẽ không bón 12-11-18 nữa, là mình vẫn chỉ đi 3-15 của con cò thôi. Thì cơm nó lên vẫn đẹp nha các bạn. Đó là cái cách làm năm nay của mình nha. Bởi vì thời tiết nó quá nắng nóng, cho nên là cái cách mà cái cây á, nó làm cho trái mà nó lên cơm á, là nó tự nhiên mà nó sẽ dễ hơn, nó sẽ dễ vô cơm hơn so với mọi năm. Mọi năm ấy là mưa rất là nhiều, bởi vì mưa nhiều cho nên với lại nước mưa nó có đạm á các bạn. Cho nên là mình phải dàn kali dưới gốc như 12-11-18 hoặc 15-5-25, những cái thông số đó. Nhưng mà thường là mình sẽ, cái cách làm của mình là mình chỉ đi 12-11-18 thôi, để mình dàn kali cao á, để cho cơm nó lên nó đều hơn đó các bạn. Tại vì thường á, khi mà mưa nhiều các bạn, nếu mà mình không đi kali á,
thì thường á là cái trái này nè, nó sẽ cơm ấy, nó sẽ lên ở dưới này nè, nó sẽ vàng đó, cái cơm nó sẽ vàng ở cái khu vực này, từ từ cái đít này nè, đó từ cái đít này nó sẽ vàng lên đây, thì tới đây ấy, là nó trắng. Cái trên đầu nè thì cơm nó sẽ trắng, nếu mà mình không đi kali ấy, thì thường ở trên này nó sẽ trắng, ở dưới này nó sẽ vàng, nó lên cơm không có đều các bạn. Thì chủ yếu là mình đi kali để cho cơm nó lên đều từ trên xuống dưới nha các bạn. Nhưng mà năm nay ấy, đối với năm nay thì mình không đi kali, bởi vì năm nay nó quá nắng nóng đi, nếu mà mình còn đi kali nữa là nó sẽ bị nhót ký nha các bạn. Nên là mình cứ đi ba số đồng thôi, là cái cây của mình nó đã lên cơm đẹp rồi, chứ cái trái của mình nó đã lên cơm đẹp rồi, chứ không cần phải đi 12 vòng 18. Đó là cái cách làm mà năm nay đối với thời tiết hiện tại là mình sẽ làm như vậy nha các bạn. Nó hôm nay là cái trái của mình nó đẹp lắm rồi, nó căng nóc hết rồi các bạn, nó tròn hết rồi. Đó. Hôm bữa thì nó cái giai đoạn 60-65 ngày nó còn xấu lắm, nó không đẹp được vậy đâu, nó còn xương 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 á. Bởi vậy cái trái mà nó cứ tròn, nó cứ dài, làm sao mà trái mà nó cứ dài giống như vậy nè. Đó, xong rồi tới cái giai đoạn này nó sẽ tự nó bung cái học ra, cái là nó sẽ tròn dài đẹp lắm các bạn. Nó sẽ có ký hơn nha. Này là nó ngon lành hết rồi. Vô định hình trái là trái đâu đấy là nó đã vô hết cái khuôn này. Hết lớn rồi các bạn ơi. Này, hôm bữa này nó đỏ gai lắm thì nay nó xanh da rồi các bạn. Xanh da xanh gai. Đó thì thời tiết năm nay do nó nắng nóng quá cho nên là mình không có đi phân 12, 14, 18 các bạn ơi. Mình không có cần phải đi kali cho nên là mình cứ đi ba số đều thôi. Là nó đã lên cơm đẹp lắm rồi. Thái này bây giờ nó vẫn đang lớn nha các bạn. Sầu riêng Thái này nó vẫn đang lớn nha. Trái to lắm, trái này chắc cũng được phải 2,5 kg rồi. Mốt lớn lên 4 kg mấy nữa. Này còn đang lớn nữa các bạn, chưa hết đâu. Thái này cây của mình này, năm này năm thứ hơn 4 năm một chút các bạn. Thấy tơ mà. Thấy tơ nè. Mấy cây thái tơ của mình là hơn 4 năm chút nha. Bữa mấy cây này nó đi đọt nhiều các bạn, đi từ trong đất đi ra nè. Mình sử dụng 3 số 21 mình xịt cứ 4 gói 2 phi thôi. Một gói 3 số 21 là 250 g, rồi mình sử dụng 4 gói 2 phi cộng với lại combi. Đó rồi mình xịt thôi. Là mình làm cho già lá, mình cứ xịt khoảng chừng 5 ngày lần, 3 ngày 5 ngày lần. Là lá của nó sẽ mau già và cái trái của mình nó cũng lớn đều luôn các bạn thấy không? Hôm nay trái nó tròn ra nhỉ, đẹp chưa? Cây tơ nha. Mẫu trái đẹp lắm các bạn ơi. Tròn nóc luôn. Mấy trái này còn đang lớn này, mấy mốt là nó nở hết rồi các bạn. Sầu riêng Thái thì nó cứ như vậy nè, nó cứ tròn tròn như vậy nè. Đây là trái dưới thấp nè. Đấy, đang lớn nè. Các bạn có thời gian rảnh rảnh đó, các bạn vặt mấy cái chồi đi nha các bạn. Vặt mấy cái chồi đi để cho nó đỡ bị cạnh tranh dinh dưỡng á. Này, rụng hết rồi nè. Dưới thấp này bữa nó đi đọt á, thì mấy cành dưới thấp này nó khó đậu các bạn. Thì nó còn đậu ở trên nè. Đấy. Còn số lượng thì còn ngon lành. Cái này thì chắc còn được 20 mấy trái. Hôm nay là trái còn tròn căng nóc hết rồi các bạn này. Cái này sầu riêng Thái này, cây này, cổ này của mình sớm nè. Cổ sớm nên nó tròn nóc hết rồi. Đấy, nó dài, mình thích là mình thích mẫu nó dài. Nó dài ban đầu ấy, xong bắt đầu là mình cứ đi ba số 15. Mình đi ba số 15 của Zara, con cỏ xanh. Nhưng mà năm nay ấy, là do cái ba số 15 của Zara nó bị hết hàng, cho nên mình lại bón ba số 16. Mình cứ đi mấy cái dòng đó thôi các bạn, mình không có đi cái dòng khác. Tại vì ngày xưa ở giờ thì mình đi cũng tùm lum dòng hết á. Mà đối với thời điểm hiện tại thì mình thay đổi á, thì mình cứ đút kết ra từng năm một. Thì bây giờ mình chỉ đi như vậy thôi là cái trái của mình nó đã rất là đẹp rồi. Nhưng mình không đi những cái dòng khác nha. Cây này bỏ năm đầu này. Cây 3 năm các bạn. Bỏ năm đầu. Cây bé tí à. Này trái. Trái nó tròn nóc hết những cái đám rồi các bạn. Cây gốc bé tí nè. Tí xíu à. Đó, này là trái là nó nở rồi nè.
sầu riêng mấy cái trái này nó không lớn nổi các bạn. Mình cứ vấn đề nha, mình để nếu mà nó to được chút xíu nữa để mai mốt lái mình cũng phải có những cái trái này nè các bạn, để cho lái thử cơm á, mình đỡ tiếc nha. Chứ bây giờ lái mà thử cơm mà lấy mấy cái trái này mà thử cơm mấy cái trái này thì uổng quá các bạn. Mấy trái này thì nó đẹp quá rồi, còn mấy cái trái mà nó đẹp đẹp cong cong vậy nè, để cho lái thử cơm đó, lái thử cơm thì đỡ tiếc các bạn. Lấy mấy cái trái này nè, nó đó. Cái này thì năm thứ năm các bạn, hơn năm thứ năm rồi, hơn năm thứ năm một chút rồi đó. Phát cỏ thì do năm nay nó nắng á, thì tới thời điểm này đáng lẽ như mọi năm á là mình đã phát sạch hết cỏ rồi, tại vô mùa mưa rồi các bạn. Nhưng mà năm nay tới thời điểm này nó vẫn còn nắng quá nên mình vẫn giữ cái kiểu phát cỏ này các bạn thấy không. Đó, mình phát một vòng cây nè, đó mình phát một vòng rồi nè, để mình bón phân rồi này kia, mình tưới nước thôi, còn lại là mình để cỏ từ cái tán lá trở ra hết nha. Đó, gốc gác này kia thì mình cắt cỏ trong gốc thôi. Này, cái trái này của mình này, các bạn phải biết là cái trái này nó sẽ rất là có ký nha. Nhìn nó dài như vậy thôi, nhưng mà thực chất mai mốt nó sẽ nở cái học ra, y như mấy cái trái nãy mình quay cho các bạn coi ấy. Đây nè, cái trái này bắt đầu nó nở rồi nè. Hôm bữa cái trái này nè, nó dài y dài luôn nè. Ừ, nhưng mà hôm nay bắt đầu nó nở ra các bạn thấy không. Đó, nó nở nè, nó nở dài, nó tròn ra. Nó nở mốt là nó nở tròn, nó to lắm các bạn, nó có ký lắm. Lơ thưa các bạn. Chùm 6 trái này. Hôm nay là ri 6 là coi như là gần thu hoạch rồi các bạn. À, với lại năm nay á, cái thằng ri 6 này nè các bạn, là nó sẽ cắt sớm hơn mọi năm đó các bạn. Như mọi năm á là nó khoảng 100-105 ngày đúng không, là mới được cắt. Nhưng mà năm nay á thì ri 6 á nó chỉ tầm 95-100 ngày là khu vực mình đã cắt được rồi các bạn. 95 ngày là đã vô giao cắt được rồi. Bởi vì năm nay nó quá nắng nóng đi, cho nên là do cái thời tiết nắng hanh khô như thế này á, thì cái cơm nó lên rất là mau các bạn. Trái nó rất là lên mau lên cơm. Năm nay như cái vấn đề là từ khi mà có bông cho tới khi xả nhụy á, nó cũng sẽ ngắn hơn mọi năm. Mọi năm là tầm 50 ngày đi, 50-55 ngày gì đó. Nhưng mà năm nay không phải như vậy các bạn. Năm nay nó tầm 40-50 ngày là nó đổ sổ nhụy rồi. Mỗi một năm nó lại mỗi một khác các bạn. Đấy, nhìn nè các bạn. Ok không? Quá trời trái luôn nè. Nhóc ở trên luôn kìa các bạn ơi. Đây trái là tròn, nó nở học đều hết rồi các bạn. Đó, ri 6 này các bạn. Đó, mẫu này của mình thì tỷ lệ này thì là nó đạt 82 rồi các bạn. Này, nó còn một số trái này nó đèo đèo như vậy nè. Này, mình đi dịch á, mình dịch nó còn sót nè. Mấy trái nó cũng phải dịch đi á. Nó nuôi cái trái như vậy mà cây này các bạn. Cái lượng trái của mình nó nhiều lắm, cái cây đó nó trên 100 trái đó mà cây nè. Đấy, lá giờ nó sung. Đấy, có cái cây mà mình thu hoạch còn có mấy trái mình cắt còn mấy trái hơn mà cây nó y về nè, nó bung đọt luôn. Thì sắp tới là mình sẽ có những cái clip là mình sẽ phục hồi vườn của mình sẽ như thế nào và mình cắt đọt đó. Năm nào mình cũng cắt nha các bạn, đọt á. Cũng có bạn hỏi mình là tại sao không cắt đọt, có năm nào mình cũng cắt hết á, nhưng mà cắt rồi nó lại ra các bạn. Năm nào mình cũng cắt đọt, cắt cả đọt cành luôn nha các bạn, cắt cả đọt cành, đọt trên ngọn luôn, xong rồi mình dưỡng một phát một, cắt như là cái hình cái thông từ trên dưới á, mà mình dưỡng thì năm nào nó cũng lại ra là như vậy. Mình có cắt hết các bạn, bởi vì dưỡng sau thu hoạch ấy. Các bạn có nhiều bạn hỏi làm bông từ bao giờ, thì đối với bản thân mình là làm bông sau thu hoạch luôn các bạn, là mình phải chuẩn bị từ sau thu hoạch để cho tới khi làm bông ấy, thì là làm bông nó mới đạt các bạn. Chứ mà tới gần làm bông rồi mà đọt này kia mình không chuẩn bị kỹ ấy, là cái cây nó không đủ lực, mình nuôi trái thì nó không được tốt đâu các bạn. Nuôi trái ví dụ như nhiều trái đi, mình vẫn nuôi được nhiều trái, cây nó không tốt nhưng mà vẫn nuôi được nhiều trái nha. Nhưng mà sau thu hoạch mình cực khổ lắm các bạn, mình chăm lại nó khó lắm.
con trái bị ống đít này các bạn, con trái ống đít này. Để tí mình lên mình dịch luôn nha. Đó, trái ống đít này. Ống đít rồi. Ủa ngon các bạn. Cái đó mình dịch xong mình bỏ luôn nha. Dịch bút luôn để cho nó khỏi lây ấy. Thì cái cách của mình á là đi thăm vườn đó các bạn. Mình không có tiếc nha. Đối với những trái nào mà nó bị nấm hồng hoặc là thối đít á, mình mà thấy được nha các bạn là mình hái, mình dịch xuống, mình vứt luôn nha các bạn. Mình vứt ra đi về nhà mình vứt, hoặc là mình vứt chỗ nào đó nó thật là kín á, vứt xuống hầm này kia á. Chứ mình đừng có để cho trong vườn để nó lây nha. Ống đít đó thì nó sẽ đỡ lây hơn là nấm hồng. Nấm hồng là nó còn lây ghê hơn nữa nha các bạn. Nó trái của mình nè. Nó dài xanh gai nhím nha. Dài xanh lè luôn nè. Gần thu hoạch rồi cho nên là trái, cái lượng trái bây giờ nhìn cái trái nó bắt đầu là nó trưởng thành, nó tới cái mức của nó rồi các bạn. Cho nên là nhìn nó rất là đã nha. To. Đó, nhóc rồi các bạn. Tròn to. Năm nay là cực có ký luôn nha các bạn. Mình không có đi 20-10-10. Mọi năm, những cái năm trước mình kinh nghiệm rồi, đi 20-10 là vừa nấm mà vừa trái, cái mình nó cảm giác nó không to các bạn. Mình cứ đi 3 số đồng mà mình đi nhiều phân lên. Mình đi 3 số đồng nhưng mà mình đi lượng phân nó nhiều lên chút là nó sẽ được nha các bạn. Đây nè, nhóc vô này nè. Máy này mình hơi cảm, cô chú anh chị các bạn thông cảm nhé. Rồi, sầu riêng gì ta? Mùa xuân kinh này các bạn. Trái này tròn nóc rồi. Cái trái này nó gần rụng rồi nè. Hôm qua mình gõ thử là nó bột lắm rồi. Nó chắc tầm ngày mai ngày mốt gì là rụng rồi. Gần về đứt hết rồi. Sầu riêng của mình thì nói chung là gần về đứt hết rồi. Mà dàn lá thì vẫn còn rất là uy tín nha các bạn. Dàn lá là coi như là thuộc dạng là cũng ngon lành nha các bạn. Nói chung là mình cũng may mắn đấy các bạn. Là bởi vì cái khu vực của mình á, là nó đủ nước tưới. Do khu vực của mình là nó đủ nước tưới cho nên là mình may mắn hơn những cô chú anh chị và các bạn ở vùng khác, như ở vùng Tân Phú, Đồng Nai hoặc là khu vực mà trên Tây Nguyên á, năm nay là thiếu nước các bạn, thiếu nước trầm trọng luôn. Có nhiều vườn là phải xả hết trái giai đoạn này, mà phải xả hết trái để cứu cây, mà mình cũng không biết có cứu được không nữa, là bởi vì do thiếu nước. Mình nhìn vườn rất là sót nha các bạn, thật sự luôn á. Mình cũng không giúp ích gì được, không thể giúp được, bởi vì thời tiết mà mình không có nói được đâu các bạn. Thời tiết mà khắc nghiệt thì mình cũng phải chịu thôi, chứ bây giờ mình đâu có làm gì được đâu các bạn. Này, trái của mình nó to rồi. Này, thái của mình bắt đầu là nhìn nó đã lắm các bạn, bởi vì nó to rồi á, cho nên là nhìn nó đã. Đó, thái nè, thái này nó tròn nóc rồi các bạn. Cái tờ mà nó tròn nóc rồi. Mấy cây này của mình thì đa số là vườn của mình đã cắt được 2 dao rồi các bạn, là tỉa được 2 cái dao đầu rồi các bạn. Đó là tỉa sơ sơ rồi. Đó, trái nè. Thôi thì cái clip tới đây cũng dài rồi, thì mình cũng xin chia sẻ một số điều như vậy cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng nắm. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn mình thấy những cái chia sẻ của mình từ đầu tới giờ mà có thấy hay á, thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ để cho mọi người cùng biết, mọi người cùng làm. Với cái cách làm của mình mà nuôi trái á, thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Mình không có đi làm cái gì nó cầu kỳ đâu các bạn. Đó, thì cái cách mình làm như thế nào mình chia sẻ như vậy, không cầu kỳ. Cái giai đoạn nuôi trái này chỉ đi 3 số đồng thôi, mà cái trái của mình, cái mẫu trái lên rất là đẹp nha các bạn. Với lại ấy, để cho được cái mẫu trái đẹp như thế này ấy, thì mình với bản thân mình, một trong những điều quan trọng đó là thụ phấn nha. Bởi vì mình thụ phấn bao nhiêu năm nay rồi, nó rất là khác so với không thụ phấn nha các bạn. Bởi vậy tại sao mình mới thụ phấn là nó là như vậy đấy. Đấy, các bạn nhìn mẫu trái của mình các bạn thấy. Ai vô lái vô cũng cắt nó bảo là vừa nãy thụ phấn đúng không?
lái họ còn biết là thụ phấn nó mới được, chứ không phải là ấy đâu nha các bạn. Còn có những bạn nào mà làm cho trái mà nó tròn được mà không cần thụ phấn được á thì hay quá. Mình không biết là có thuốc gì mà xịt cho nó tròn được như vậy thì hay quá, tốt quá. Chứ mình là mình phải thụ phấn thì nó mới được cái mẫu trái như vậy các bạn ơi. Mình cũng chúc sức khỏe tất cả cô chú anh chị và các bạn mình. Mình xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở một clip khác nhé. Bye bye.